anh từng nói với em về Quảng Ngãi, đất anh hùng sinh du kích ba thơ, trong kháng chiến từ núi rừng sóng mãi, công cho vùng giặc chim tại xã Đức Tăng, huyện
diện tích cách thành phố Quảng Ngãi 25 km. Sau đó chúng ta quanh trở về đang đến cái nhà họ Sen sát bước bờ sông Đà thì dưới ánh mặt trời thì chúng ta lại giao lưu ở đó cho đến nhà tối được chúng ta tự do. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có dòng sông nào không bắt nguồn từ
và dẫu cuộc đời còn những buồn vui, tim ta vẫn nhớ thương thiên ân trà vang. Nhớ bờ sẽ nước một thời như thơ, một thời như mơ dệt tình duyên thương, thương dòng sông nhỏ đơn côi như vụ trải lưới ven sông. Ánh trăng vàng rơi rơi ngoài đầu ngõ, và đám bạn bè tuổi thơ đua chăng, quê hương ta mến thương. Quảng Ngãi ơi, Quảng Ngãi ơi, nhớ mùa cá chuồn nhảy dây ăn trứng, mẹ vai gầy một nắng hai sương, thương dòng sông cha ai cấm nó đứng đợi. Mùa con nước mới trôi qua, trôi qua hơn. Thương người Quảng Ngãi quê tôi, miền xuôi miền ngược thủy chung một lòng. Quảng Ngãi ơi, nhớ cô thân quen, nhớ dòng sông cha, thương người chân quê muôn nơi vẫn là. Có dòng sông nào không bắt nguồn từ con suối, có bài hát nào không bắt đầu từ lời ru của mẹ, và mỗi con người ai không có một quê hương. Quảng Ngãi ơi, ta thương nhớ nào ơi, Quảng Ngãi xưa. Hè đến phượng hồng nở hoa, ngây thơ em dù anh ra bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không, anh đem cánh phượng tô hồng má em, để cho em đẹp như tiên, nhưng em không chịu sờ phải lên trên trời. Sờ phải lên, sờ phải lên trên trời, sờ phải lên, sờ phải lên trên trời. Lên trời hai đứa hai nơi, thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Hôm nay phượng nở huy hoàng, như tình hai đứa lỡ làng duyên nhau. Dưng dưng phượng đỏ trên đồng, tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Bây giờ tìm kiếm em đâu, bây giờ chỉ thấy thương đau. Thank you.
hay không? Anh đem cánh phượng tô hồng má em, để cho em đẹp như tiên. Nhưng em không chịu sờ phải lên trên trời, sờ phải lên trên trời, sờ phải lên, sờ phải lên trên trời. Lên trời hai đứa hai nơi, thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Hôm nay phượng nở huy hoàng, nhưng tình hai đứa lỡ làng duyên nhau. Rừng rừng phượng đỏ trên đầu, tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Bây giờ tìm kiếm em đâu, bây giờ tìm kiếm em đâu, bây giờ tìm kiếm em đâu, bây giờ chỉ thấy thương đau. Mai để nỗi sợ ngà mất đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bao năm quanh buồn chờ sầu say trong đắng lối liền một vòng giờ xây cờ nối gió lên vui nơi này dùng môi đôi cơn tin đời đời. Trong ngày mới thành phố nói thật xa vời vợi trên đôi lưng chim vào đời nơi trên môi. Từ bắc vô nam rồi chấm cây tay tay ấm mắt để nỗi sơn hà vượt bước đeo leo tay ta vượt đèo từ quê nghèo lên phố lớn nhóm tay nổi mảng ngãi muôn năm mảng ngãi muôn năm nơi lưng và mộng từ xưa cờ vui to để vui bằng trên vai mảng ngãi trên vai vô nỗi không xa vời. Tóm lại là nụ cười nở trên môi. Trăng sáng vườn chè, trăng sáng vườn chè hoàng ba đêm. Đêm kia, đêm qua và đêm nay. Đêm kia trăng sáng vườn chè, có thằng say rượu nó đè em ra. Ban đầu cứ tưởng qua loa, ai ngờ nó ấy đến ba bốn lần. Đó là đêm kia, đêm qua cũng trăng sáng vườn chè, cũng thằng say rượu đó nó đè em ra, nó đè em không la, em đè lại đó nó la quá trời. Đêm nay cũng trăng sáng vườn chè, đêm nay trăng sáng quá ta. Ra trong lạnh nhìn cái thằng xe rượu không qua đâu rồi. Ôi thầy ơi, quá quá đâu nào. Đó là trăng sáng vườn chè liên hoàn ba đêm. Đêm kia trăng sáng vườn chè, có thằng xe rượu nó đè em ra. Ban đầu cứ tưởng qua loa, ai ngờ nó ấy đến ba bốn lần. Đêm qua cái trăng sáng vườn chè này cũng đang xây dựng đó, nó đè em ra, nó đè em không làm, em đè lại đó, nó làm quá trời. Đêm này trăng sáng có ta, cái đàn xây dựng không qua đâu rồi. Chủ trưởng quan tâm đến chị mà không có. Mình thôi, chuyện ăn, chuyện nhậu của tao, chuyện suy chuyện nghĩ tao giao cho mày. Đi tàu đi Mỹ đi Tây, mở mang tầm mắt chuyện này của tao. Lên rừng xuống biển gian lao, tao suy nghĩ kỹ tao giao cho mày. Thư ký sẽ để chân dài, mày cứ tuyển chọn rồi mày giao tao. Thư bình lãnh đạo cấp cao, hôm đó tao ốm tao giao cho mày. Thì thư quà tặng hàng ngày mày cứ nhận đủ, nhưng mày nộp tao. Tiếp khách là chuyện của tao, còn chuyện thanh toán tao giao cho mày. Đi ăn ốc cũng chuyện của tao.
còn chuyện bổ võ tao giao cho mày. Lại đây tao bảo câu này, tao khuyên mày rằng đừng có chống tao. Chống tao thì tao chẳng làm sao, nhưng mày lặng lặng lao đao một đời. Đói lao là chuyện của trời, hạnh cha có hỏi, trả lời giống tao. Mà trên trời muôn vạn vì sao đủ ai đếm được tình tao với mày. Con kia trách nhiệm thế này, kéo người ta nghĩ giống mày hơn tao. Phượng nở ngăn chia đôi bờ, anh đứng chờ ngần ngơ. Da em trắng mịn màng hơn cát biển, mắt em xanh như dòng nước.
trang. Tên chúng mình lưu niệm ngũ hành với quê hương. Ơi con sông thương, con sông nhớ của quê mình. Về lại sông Trà, về với quê ta. Mà bao tháng năm tôi đi xa, dồn bao thương nhớ tôi lại về. chỉ là một tên chủ quyền một thống lĩnh dưới quyền của đại vĩ Tây Nam.
desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Đó là bài trồng cây gây rừng. Hiện nay là vấn đề quan trọng nhất để bảo vệ môi trường. Trồng cây gây rừng. Anh cùng em đi trồng cây gây rừng nè. Anh cùng em đi trồng cây gây rừng. Em một lộ, tức là em đào lộ đó. Em một lộ là một cây. Em một lộ là anh một cây. Chứ lộ cây, cây lộ trồng cây mà gây rừng. Anh cùng em đi trồng cây gây rừng nè. Anh cùng em đi trồng cây gây rừng. Chứ em một lộ, chứ em một lộ là anh với một cây. Lộ cây, cây lộ anh nằm xuống, anh lại ngồi. Anh đứng lên, đứng lên xong anh lại ngồi. Thấy không yên anh lại nằm, rồi nằm xuống. Không bạn bè, không có ai, không thấy ai anh lại ngồi. Không có ai anh lại nằm, nơi đây anh vừa nằm. Nhưng nghĩ thế nào anh lại thấm thế. Anh nằm xuống, anh lại ngồi. Anh đứng lên xong anh lại ngồi. Thấy không yên anh lại nằm, nằm xuống. Không bạn bè, không có ai, không thấy ai anh lại ngồi. Không có ai anh lại nằm, nơi đây anh vừa nằm xuống. Nghĩ thế nào anh lại đứng lên. Ghê lắm, nhiều khi nó muốn chết. Nó thì lầu cao nó thấy dưới tầng 1 có một thằng cục hết tay mà lại nhảy đi cô. Đúng má Sài Gòn. Mình nó cục một ta là muốn chết rồi, thằng kia cục hết tay mà nhảy đi cô. Xin hỏi thử là mày có kia mà có bầy hàng bầu ngư dưa sụp được. Đi ra. Chiếc thuốc ngon chở kiểu dây khuyên xa quỳnh. Nấu cho nhau thì mửa nấu. Anh em mình đừng có nhớ hồn nào anh bắt ốc mà em ra. Bây giờ em bỏ bầu em đi kéo cho nấu. Rồi chú ý chú qua cho nấu. Rồi chú ý chú qua cho nấu. Tự nhiên nghe hấp Thank you.
sao rèo chi một người. Dòng máu chiến thắng trong người đang bừng sôi, ai người dân Việt Nam dù kinh ba tờ. Chiến sĩ miền Trung nêu tấm gương nghỉ ngơm, từ kinh đến thượng cùng nhau kết đoàn gian khổ bền ngàn. Dừng tiếng hương đậm lòng không sao xuyên, người chiến sĩ miền núi. Dân thành thương dung ngày đêm rèn chi lớn vang vang chiến khu.
Hoàng Sinh đây, học lớp văn A bài 7 tập 1. Hôm nay cùng tất cả các bạn lớp A và lớp B về Quảng Ngãi. Hiện nay mình đang còn làm việc, cuộc sống gia đình ổn định. Chúc tất cả các bạn sức khỏe và hẹn sang năm chúng ta gặp nhau ở Quảng Trị. Cảm ơn các bạn. Anh là Đoàn Mười, sinh năm 1954. Cách đây 33 năm, mình là học sinh lớp văn A của cái khóa học 7781. Hôm nay cùng với tất cả anh chị em hai khóa về tham dự cái buổi họp mặt, mình rất vui là sau những năm tháng xa cách, hôm nay bạn bè gặp lại, dù có lớn tuổi nhưng mà khỏe mạnh, vui vẻ và rất phấn khởi. Năm tới 2015 chúng ta sẽ gặp nhau tại Quảng Trị. Tôi là Nguyễn Thành Hùng, nguyên là sinh viên lớp văn khóa 1977-1981, hiện nay đang sinh sống tại thành phố Quảng Hải, tỉnh Quảng. Trước đây thì khi ra trường giảng dạy tại cao đẳng sư phạm Quảng Hải vào năm 2005, thành phố Quảng Hải xin về làm công tác tại thành phố Quảng Hải, hiện nay là trưởng phòng ở thành phố Quảng Hải. Mình là Loan, Phan Thị Bích Loan, học 4A. Hiện giờ là mình đang dạy ở trường dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên. Gia đình là có một chồng và một con gái, một con trai. Chào tất cả các bạn. Mình rất là vui được tham gia, được họp lớp. Mình là Hồ Thị Loan, hiện đang sống ở Huế, đã nghỉ hưu. Có hai con gái đều đã có gia đình, ông xã ở Ba Văn. Tôi là Nguyễn Duy Sướng, sinh viên lớp văn 4B, Đại học Sư phạm Huế, khóa năm 1977-1981. Hôm nay cùng các bạn học lớp ở Quảng Ngãi, có lẽ là thứ năm đó nha, cách trăm sinh viên. Cũng có nhiều bạn đã trở thành người thiếu cổ, số còn sống thì cũng không biết bao nhiêu vui buồn mà kể hết được. Lần này ở Quảng Ngãi thì có được khoảng 38 người, tuy không được đầy đủ nhưng rất là đầm ấm, rất là tình nghĩa. Bao nhiêu kỷ niệm của quá khứ nó vừa về, chúng tôi vẫn còn say xưa suốt trong cả ngày nay. Hà là làm Võ Thị Thu Hà ha, hiện nay Hà đang ở Đà Nẵng. Khi nào mà các bạn ghé Đà Nẵng ghé thăm Hà chơi, hiện nay là Hà đang ở K276 trên 12 Hải Phòng. Hà có ba đứa con Hà học ở Mỹ. Khi nào các bạn có điều kiện ghé Đà Nẵng thì ghé nhà Hà chơi với Kim Hà. Xin chào bạn, mình rất hạnh phúc khi gặp bạn và rất hạnh phúc khi rất nhiều bạn đến với Quảng Ngãi. Bạn còn nhớ mình không? Mình là Tuấn Hằng đây, văn 4A. Hôm nay họp lớp mình rất vinh dự được gặp các bạn và rất mong chúng ta mãi mãi giữ liên lạc với nhau. Xin chúc bạn vạn sự được như ý. Bye bye. Xin chúc các bạn vạn sự như ý. Rất mong được liên lạc thường xuyên với các bạn. Mình là Trần Hoài Anh, là lớp sinh viên khoa văn 7781 của các bạn. Qua rất nhiều lần học lớp như thế này thì mình thấy đây cũng là một trong những cái lần mà để lại cho mình cái ấn tượng sâu sắc. Hiện nay mình đang công tác tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Người đã từng gắn bó với lớp rất là nhiều năm. Cái lần gặp gỡ này nó mãi mãi để lại chúng ta những ấn tượng tốt đẹp. Và hy vọng sang năm sẽ có một gặp gỡ tốt đẹp hơn, ấn tượng hơn tại Quảng Trị. Chào, tôi Lê Thị Hồng Tuyết, học lớp văn A của trường Đại học Sư phạm Huế. Hôm nay về gặp mặt các bạn tại Quảng Ngãi, rất vui, rất hạnh phúc và rất biết ơn các bạn đã tổ chức một buổi họp mặt thật là thú vị và tuyệt vời. Cảm ơn ban tổ chức Quảng Ngãi làm cho buổi họp mặt này trọn vẹn một lần nữa. Rất mong là năm nào cũng được tổ chức và các bạn gặp nhau đầy đủ, càng ngày càng đầy đủ hơn để tâm sự cùng nhau, chia sẻ. Xin chào các bạn. Hôm nay lớp văn khóa 1977-1981 họp mặt tại Quảng Ngãi. Mình đã có mặt tại bờ biển Quảng Ngãi, một cái bờ biển tuyệt vời. Mà tuyệt vời hơn cả là một cái buổi gặp mặt. Các bạn ai cũng hạnh phúc, một cái niềm hạnh phúc của một cái cuộc hội ngộ. Đó là cuộc hội ngộ lịch sử. Mong rằng các bạn phải luôn luôn có mặt đông đủ trong những cái cuộc hội ngộ này. Và đặc biệt cảm ơn các bạn trong ban tổ chức, ban hậu cần của Quảng Ngãi đã đón tiếp thịnh tình và chu đáo vô cùng.
number one. Chào các bạn, tiệp này, Hàn Thị Tiệp, đây nghịch lớp ăn 4B, khóa 7781 đó. Hôm nay thì đi họp lớp 33 năm, gặp các bạn vui lắm, ai cũng vui vẻ, hạnh phúc, mình rất là vui. Mong rằng là lớp mình năm nào cũng có một cuộc họp như thế này. Bây giờ đến bên kia, cái dốc bên kia của cuộc đời rồi thì bọn mình cố gắng năm đi chơi một lần, vui vẻ, ai cũng vui vẻ. Mình rất vui. Tuyệt vời. Chào các bạn. Năm 1977, từ thành phố Vinh mình vào Huế và rất là sung sướng được học lớp 1B và 1A ở sư phạm Huế. Rồi sau những cuộc đời vùi dập thăng trầm và 33 năm sau, thật là vui. Hầu hoa lại được gặp các bạn. Và trong niềm vui đó, mình cũng có một lời cảm ơn chân tình sự chia sẻ của các bạn, thông cảm động viên của các bạn đối với hoàn cảnh của riêng nghiệp của Hoa. Ta mong rằng mỗi người là một trang ngoặt khác nhau, nhưng cũng mong mọi sự bình yên, vui vẻ, hạnh phúc đến với tất cả các bạn và cuộc đời Hồng Hoa. Cũng mong rằng bằng sự nỗ lực và sự động viên của các bạn, tình Hồng Hoa sẽ vững. Hoa có làm một bài thơ trong đó nói về cuộc đời của Hoa thế này: thương phận mình như con chim sẻ nhỏ, cất cánh hoài mà chẳng được bay cao. Rồi để bà mình là Trương Thị Kim Hà. Năm nay là học lớp ở Quảng Ngãi, thật ra là rất là vui và thấy các bạn Quảng Ngãi tổ chức trên cả tuyệt vời. Cũng rất là xúc động và mong muốn là sẽ gặp được các bạn mình trong những năm sau như thế này. Tại vì đa số khi mà gặp lại thì ai cũng dễ thương cả. Không thấy đâu. Mình là Vũ Đức Tiến, hiện nay là phó giám đốc sở giáo dục tỉnh Quảng Ngãi. Rất là hân hạnh đón tiếp tất cả các bạn lớp văn nghệ của đại học Phạm Huế khóa 7781 về họp ở thành phố Quảng Ngãi. Mình có vợ là 3 đứa con, 2 gái và 1 trai, và các cháu đã đi làm. 2 cháu là ở trong ngành giáo dục, còn 1 cháu là làm ở ngân hàng ở Đà Nẵng. Nguyễn Thị Tuấn Hằng là vợ của mình, hiện nay là giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Quảng Ngãi. Hai vợ chồng xin tạm biệt các bạn. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Ở trong dịp sau. Xin chào các bạn. Mình là Hồng Sài đây. Và đây là nhà của mình. Mình chỉ có một cậu con trai thôi. Con mình là đang còn học ở xa. Thực lòng mình á, mình rất là vui khi được gặp lại các bạn. Và mình hơn nữa là được nhìn thấy các bạn đều còn rất là trẻ, khỏe và ngày càng đẹp ra. Và chúng ta hãy mãi mãi giữ cái mối thân tình của lớp của chúng ta. Và mong được gặp lại các bạn ngày không xa. Không xa trẻ. Giới thiệu với các bạn, đây là bà xã của mình. Con mình rất vui được anh em bạn bè trong lớp văn 4 khóa 7778 đến thăm nhà. Mong muốn là chúng ta có những cái cuộc gặp gỡ như thế này nữa để anh em mình hiểu nhau và biết nhau nhiều hơn. Bây giờ là mình giới thiệu bà xã, phát biểu với anh chị em mình những cảm nghĩ sau những ngày mà anh em mình gặp lại. Dạ, em xin chào các anh chị. Nhân dịp họp mặt lớp của các anh chị thì em rất là vui. Và em cũng biết có gì hơn thì em xin chúc anh chị vui, khỏe, hạnh phúc. Mình là Nguyễn Thị Minh Hương, học lớp A4. Hôm nay các bạn về gặp mặt nhau tại Quảng Ngãi. Mình cảm thấy rất là vui, sung sướng được gặp lại những bạn bao nhiêu năm xa cách. Giờ nhìn lại các bạn năm nay thấy bạn nào cũng trẻ trung, xinh đẹp và nét mặt người lên cái niềm hạnh phúc. Mình thấy rất là vui mừng và mong rằng cứ mỗi một năm mà chúng mình gặp mặt nhau thì sẽ nhìn thấy các bạn tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn. Và sau cái lần họp lớp này thì các bạn hãy nhớ đến Quảng Ngãi mãi nhé. Tạm biệt.
anh từng nói với em về Quảng Ngãi, đất anh hùng sinh du kích ba thơ, trong kháng chiến từ núi rừng sóng mãi, công cho vương giặc chim. Quảng Ngãi ơi,